khán giả có biết là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta vừa mới thành lập hai cơ sở tiếp nhận và điều trị người nghiện ma túy. Cơ sở xã hội Nhị Xuân được thành lập trên cơ sở tổ chức lại trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Cơ sở xã hội Bình Triệu được thành lập trên cơ sở tổ chức lại trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các cơ sở này thì có nhiệm vụ là tiếp nhận người nghiện ma túy do các tổ chức, cơ quan, gia đình của người nghiện giới thiệu hoặc là do bản thân của người nghiện tự nguyện đến cai nghiện. Tiếp nhận và điều trị người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở điều trị bắt buộc, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, phục hồi, chăm sóc sức khỏe cho người nghiện. Tuy nhiên là hai cơ sở này sẽ không tổ chức lao động sản xuất cho bệnh nhân, kể cả lao động điều trị, không tiếp nhận những người đã có quyết định cai nghiện bắt buộc của tòa án. Cơ sở Nhị Xuân đặt tại số 189E, đường Đặng Công Bình, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cơ sở Bình Triệu đặt tại số 463, đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.